bạn đến với kênh của mình. Và mình là Lóc Đầy. Thì hôm nay mình sẽ quay tiếp tục Minecraft sinh tồn, một block trên trời tập 3 nha các bạn. Ok. Và trong tập trước á, là mình đã trồng lúa nè các bạn không? Trồng lúa rồi nè. Đó, rồi sau đó là mình đã đập block, mình xây chuồng ha. Mình làm chuồng, mình nhốt mấy em gà lại ha. Và mấy em đẻ trứng luôn kìa các bạn. Ok rồi. Và đây là tập 3 của series sinh tồn Minecraft một block trên trời nha các bạn. Ok rồi, và tập hôm nay mình sẽ mở rộng hòn đảo tiếp tục và thu hoạch lúa và nhốt mấy em bò hoặc là gà vào ha các bạn. Và mình sẽ mở rộng đảo thêm ha. Còn em heo thì chắc lát nữa mình sẽ đẩy em vào ha. Ok rồi. Thì bây giờ mình sẽ rồi ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái đuốc nha. Rồi bây giờ mình sẽ mình có 4 cái đuốc đâu ra nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắm ở đây. Cắm ở đây một cây đi cho nó sáng căn nhà coi. Còn cái này thì chắc là mình sẽ cắm ở đây. Cắm ở đây một cây. Rồi. Cắm ở đây một cây. Rồi. Cắm ở đây một cây. Rồi ok được rồi đó các bạn. Còn bây giờ thì đây là ruộng lúa không nè các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ vô nha bạn, ruộng lúa chưa chín thì chắc là bây giờ mình sẽ vô mình đào block nha. Ok bạn ơi, thì đây block đá anh sòn như nào lạ. Rồi bây giờ mình sẽ đào block nha. Oh my god các bạn ơi, có một con Reaper và nó đã nổ cái nhà của mình rồi. Oh my god. Oh no. À mà bạn ơi, mình không biết là lý do tại sao mà mấy cái em động vật của nhà mình đó bạn, sao mấy em bị mất tích. Mình cũng không biết nữa, để mình ra đằng sau mình coi coi. À không có mấy em ở đây các bạn ơi. Sao mình thấy là có mấy em bò sữa. Ủa? Chết rồi bạn. Sao con Reaper nó nổ banh căn nhà của mình ơi. Trời chết rồi bạn ơi. Em heo tránh ra em heo ơi. Trời chết rồi, nó nổ banh cái chuồng nhà mình luôn. Ui tối quá rồi bạn ơi, ngủ miếng đi. Ngủ. À cái này chưa đủ tối lắm, để mình đào nha bạn. Ui cái cúp của mình sắp gãy rồi. Gãy luôn thì chưa, mình không còn cây cúp nào hết các bạn ơi. À mà thôi chắc là mình đi ngủ luôn đi. Rồi ok, và mình quên nói với bạn là từng ở tập trước mình đã làm cho mình được cái khiên cũng như là một cái quần sắt rồi. Ở đây các bạn, đây một cái quần sắt và một cái khiên nè. Đó. Nãy mình mới vừa bị cái con Reaper nổ banh nhà các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình là hai cây cúp bằng đá ha các bạn, bằng đá thôi. Đây hai cây cúp rồi ok. Sau đó bây giờ mình sẽ ra đào tiếp nha. Ô, nãy con zombie mình mới vừa đánh nó sập. Sao không bạn ơi? Trong người mình nhiều đồ quá bạn ơi, bây giờ mình sẽ
dục ra nhá. Bây giờ mình sẽ dục mấy món đồ dư thừa ra nhá. Ok rồi, bây giờ trời thật zombie nữa. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đào tiếp nha. Ok bạn ơi, chắc bây giờ mình nghĩ là mình sẽ mở rộng hòn đảo nha. Rồi, mình nghĩ là bây giờ mình khá là nhiều đồ nên là mình sẽ mở rộng hòn đảo nha bạn. Bây giờ mình gặp cái block gì thì mình sẽ mở rộng bằng block đó nha. Ô, lúa của mình nó chín được dày rồi nè bạn. Rồi. À mà bây giờ mình nghĩ các bạn là mình sẽ bao quanh cái chỗ đào này của mình lại nha bạn, để cho mấy con zombie nó khỏi nó khỏi đi ra ngoài nha bạn, khi mà nó spam con zombie á. Rồi ok, đặt mấy cái nữa rồi. Ok, sau đó mình sẽ đập cái chỗ này ra. Mình thay nó vô bằng cái cửa ha. À, mình lộn ngoài thôi. Đây. Đây. Đấy, một cái cửa hàng rào ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái cửa hàng rào nha bạn. Ok. Đây. Sao mình chế tạo rồi mà ta? À, để chỗ của mình nhiều đồ các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ cất rương vô rương nha. Cái chết nè là cái rương. Đuốc đồ các thứ, chết đồ. Trứng nữa à. Đó bạn không? Gỗ được nhiều phết. Bây giờ mình sẽ cất bớt vô nha. À thôi cái chén thì thôi chắc là mình sẽ đi múc cái ây da ơi, mình chưa đói lắm các bạn ơi, để dành đi. Sao mình nhớ là mình chế tạo của mình ta? Ờ chắc chưa. Đấy rồi ok. Sau đó là mình sẽ hay. Rồi ok, sau đó là mình sẽ đặt dưới đây. Hả vậy không? Là đi vô được rồi. Bây giờ mình sẽ đập tiếp nha. Ô. Ô. No. Oh my god. Nó nổ nữa rồi, trời ơi.
Mệt thiệt các bạn ơi. Hàng rào đó rồi. Cay quá các bạn ơi. Bên nhà nữa. Ui banh tùm lum hết các bạn ơi. Chết mình rồi. Banh luôn cả cái chuồng. Trời đất ơi là trời ơi. Ủa rồi bây giờ mình bị kẹt. À không. Thôi bây giờ mình chắc mình đi ngủ hả bạn. Sao thế nhỉ? Đi ra ngoài giúp em mò này một phiếu đi ra ngoài luôn ha. Ủa em mò nấm này ăn gì ta? À chắc cũng ăn lúa thôi. Đi ra ngoài giúp nha. Rồi ok bây giờ mình sẽ ngủ nha bạn. Ui bạn ơi. Sau một cuộc chiến gọi là đào thì bây giờ mình gặp rất là nhiều cái. Bây giờ ủa sao nó đi vô cái chỗ đào của mình á? Đi ra mấy em ơi, đi ra đi. Đi ra đi. Ê. Trời ơi con mò bị kẹt luôn. Heo ơi đi ra đi. Ấy da, da. Chịu không nổi luôn các bạn ơi. Ủa và mình có sắt rồi này, để mình vô mình nung luôn ha. Ủa ô có thể trồng nấm trên đá được à? Hảo vậy ta. Ô nãy giờ mình được 7 quặng sắt nữa, vậy là mình có thể làm được cho mình một cái giáp rồi bạn. Chết rồi. Đẩy tụi nó ra. Đẩy ra đẩy ra. Rồi ok. Rồi em mò đừng đi vô nữa em ơi, đừng đi vô nữa mấy em. Đừng đi vô nữa rồi ok. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ mở rộng đảo tiếp nhá. Trời mình là quá nhiều bà lóc rồi bạn ơi. Thôi để mình lấy mình đào luôn. Rồi chắc mình nghĩ là mình sẽ phải cho thêm cho nó một cái cửa nữa. Đừng 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 em ơi, đừng đừng. Đừng đừng. Đừng có đi vào. Đừng. Hên quá hên quá. Để mình làm cái cửa nữa các bạn ơi, để có gì mình đi qua đi lại. Khổ lắm ấy. Ok. Rồi ok. Chết rồi mình lộn rồi. Rồi sau đó là ở đây. Ở đây rồi thêm một cái cửa nữa. Đây. À quên. Có một trái trứng chắc là mình giục đi. Rồi ok sau đó mình ra mình lắp cửa ha. Ui mình mong là sẽ không có creeper nữa. Ở trong đây nãy nó mới vừa xuất hiện creeper quá trời các bạn ơi. Creeper hoài luôn á. Đi ra luôn đi nhé em ơi. Rồi ok. Bây giờ chắc là mình đây bạn thấy ok không? Điện không? Rồi nó đang chín rồi. Mình không cho mấy em bò ăn được. Buồn quá. Và bây giờ chắc mình cũng hết hạt giống hả bạn ơi. Hơi buồn tí. Từ từ đi. Từ từ đi. Còn bây giờ chắc là mình sẽ vô mình
Rồi ok, sau đó mình sẽ lượm trứng của mấy em. Xong rồi mình đi ra nhá. Rồi ok. Sau đó thì hình như trái trứng ở trong còn. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ cất vô rương luôn ha. Mấy trái trứng của em lát nữa chắc mình làm ốp lan. Còn bây giờ thì mình ăn súp nấm thôi. Ủa, mình không đói luôn hả? Ồ, ok. Vậy thôi, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ mở rộng đảo nhé, chứ bây giờ là làm thấy là nó quá là nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở rộng đảo tiếp nhé. Ok bạn ơi, một hồi thì mình đã lắp được hòn đảo rồi nè bạn. Đây các bạn không, hòn đảo đây mình lắp cho nó khá là rộng luôn á. Đấy bạn không, lắp khá là rộng, lúa của mình nó muốn chín hơn rồi nữa nè các bạn. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tiếp tục đào nha bạn. Gãy luôn cây rìu các bạn ơi, bây giờ mình phải làm cho mình cây rìu khác. Hồi nãy mình lượm rương mình thấy là nó có một cái bảng đồ trống nè. Để mình đọc thử nhá. Mình ăn cái. Rồi bây giờ mình sẽ đọc thử nha. Một cái hòn đảo nhỏ. Ok. Sau đó mình sẽ tiếp tục đào nhá. À mà khoan, để mình lượm block cái. Rồi sau đó là mình sẽ vô mình cất đồ cái. Ok bạn, bây giờ mình sẽ ra mình đào tiếp nhé. Mình lẫm tiếp chứ. Rồi ok, chắc là bây giờ mình sẽ tiếp tục mở rộng đảo nhé. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ vô ngủ nhé. Trời tối rồi. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ vô mình lượm trứng. Sau đó mình cất vô rương nhé. Rồi. Sau đấy mình sẽ đào tiếp nhé. Nâng cấp nữa hả bạn ơi? Wow. Oh my god.
lên chơi với em. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ thua lúa nha. Wow. Ủa sao kỳ vậy, sao nó không ra lúa chín ta? Ôm thấy lúa chín rồi mà. Thôi bây giờ mình sẽ cho gà nó ăn nha. Wow, vùng tuyết các bạn ơi, vùng tuyết, vùng tuyết. Ờ à, thì mình không biết là sao. Cho em gà này ăn. Ê giời. Rồi sau đó mình sẽ đợi tiếp nha. Ui, gãy luôn cây xẻng hả bạn ơi. Bây giờ mình phải làm cây xẻng mới thôi. À mà khoan, để mình nung sắt cái đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình một cái áo giáp nha. Rồi. À kìa, thiếu một cục nữa à. Hay để mình lấy cục này luôn. Sau đó là mình sẽ chế tạo cho mình một cái áo giáp sắt. Ten ten. Rồi, ok. Đây các bạn ơi, đây là cái áo giáp sắt của mình nè. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ra đào nhá. Wow. Một em sói. Nhưng mà bây giờ mình biết làm gì với em này. Alo. Trong người mình không có xương. Em ra ngoài đi. Sói, sói, sói. Em ra ngoài đi. Thôi, vậy thì thôi. À trời ơi, nó đi bằng cửa này. Heo ơi, đừng đi nha. Đừng đi nha. Thôi đúng rồi, đi ở đó đi. Rồi, ok. Sau đó. Rồi, ok. Anh đẩy cho, anh đẩy vô cho. Anh đẩy vô. Bây giờ mình sẽ đẩy bé heo này vào chuồng nha mày. Đây là chuồng của bé heo nè. Có một bé à. Vô đi. Đây các bạn ơi, em vô rồi nè. Vậy còn em bò đâu rồi. Trời ơi. Ô. Em ơi, đi vô đi. Bây giờ mình sẽ đẩy em bò này vô nha. Đừng đi mà. Vậy thôi đi đi. Đi đi, rồi anh dẫn cho. Hay, nha nha. Rồi, chuồng của bé đây. Chuồng của em đây, đừng em ơi, đừng. Trời ơi, em ơi, đừng. Nó lì quá các bạn. Vậy nó chưa chín đâu. Sao em cứ ở đây hoài đó. Cái cửa đâu rồi? Bây giờ mình định làm cái chuồng cho ẻm mà cái cửa đâu rồi? Mình đào được thêm hai cục sắt nữa nè các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nung sắt nha. Rồi. Hết than à. À không, mình còn rất là nhiều than đây. Giờ mình sẽ đào tệ. Trời, em chưa lắp cửa chuồng cho em mà. Tại sao ấy nhỉ? Ủa sao mình lụm được cái trứng nhỉ? Rồi ok, bây giờ mình sẽ. Ủa em bò đâu rồi? Em bò ơi, trời ơi, em bò đâu rồi? À nó đi ở đây đúng không? Trời, nó đi tới đằng kia luôn.
Thôi thì bây giờ mình sẽ đi ở đây đi. Hơn thì ok em ơi, em ơi đi em ơi, trời đi thôi. Ê, đừng 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 đi đâu nhá, đừng đi đâu nhá, đừng nhá, đừng đi đâu nhá. Thôi bây giờ mình sẽ đẩy em vô trường nha. Đúng rồi đúng rồi, đi đi đi. Ê, đừng 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 đừng, trời đừng đừng mà em, đừng đi mà. Anh xin em đó, anh xin em đó, bò ơi, bò ơi, bò ơi là bò ơi, đừng đi mà. Anh xin em đó, em vào trường đi. Rồi ok, em vô đi. Rồi mình đã nhốt được em bò vô rồi bạn. Vậy là nó chín chưa ta? Ôi chín rồi, chín rồi. Bây giờ mình cho em ăn á. À mà khoan, từ từ mình đã đẩy em vô mà. Trời ơi, hên thiệt. Rồi ok. Nhưng mà giật kiếm cà rốt thì hơi khó. Rồi ủa, sao mình cho em ăn được có một lần. Thôi vậy bây giờ mình sẽ cất vô đường nha. Ok ok bạn ơi, ok rồi ok. Bạn nào thích video này của mình hãy nhấn cho mình like, subscribe để ủng hộ mình làm những video mới và khác nhất về series sinh tồn một vlog trên trời nữa nha bạn. Ok rồi thì vừa rồi mình đã làm được cho mình một bộ giáp nè, rồi sau đó mình đã à, đẩy em bò vô chuồng cũng như là em heo vô chuồng, và sau đó mình đã thu hoạch lúa đó bạn ơi. À ok rồi thì chắc là bây giờ mình sẽ làm gì bạn biết không? À, trồng lúa lại, tại vì nãy là nó cho có cho mình cái hạt lúa đó. Ủa mà đâu rồi, mình nhớ là nãy nó cho mình hạt lúa mà. À hạt lúa chắc là mình bỏ trong đây rồi. Em sói em vô trong đây luôn rồi bạn ơi. Gì kỹ ta? À trời ơi, mình cầm trên tay mình không biết luôn. Thôi thì ấy, hai đứa con luôn. Rồi ok, mình nghĩ vậy là được rồi ha. Thì chắc là mình sẽ trồng lại ha. Ok rồi. Rồi ok các bạn ơi, ok rồi. Bạn nào thích video này của mình hãy nhấn cho mình like, subscribe để ủng hộ mình làm để nhận video mới và khác nhất về series sinh tồn một vlog trên trời nữa nha. Và vừa rồi mình đã làm xong tập 3 của series sinh tồn 1. Ủa lộn, series sinh tồn một vlog trên trời nha bạn. Ok rồi. Và những thành phẩm của mình đó chính là mình làm cho mình được là một cái áo giáp sắt, và mình đẩy em bò và em heo vào chuồng, sau đó là mình thu hoạch lúa, mình cho em gà sinh ra mấy đứa con nữa, và mình cho em bò ăn được một phát rồi bạn ơi. Ok rồi. Và bạn nào thích video này của mình hãy nhấn cho mình like, subscribe ủng hộ mình làm nhanh những video mới và khác nhất về series sinh tồn một vlog này nữa nha. Và các bạn muốn mình ra video tập 4 của series sinh tồn Minecraft một vlog sớm nhất thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ mình có nhiều động lực mình ra sớm hơn cho bạn coi nha. Rồi còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn nha, bye bye.